Chào các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn chúng ta bài để giới thiệu về 3D animation. Trong quảng bài của chúng ta sẽ quảng cáo sản phẩm Colgate với cái khẩu hiệu của người ta là bảo vệ nụ cười Việt Nam, và đây là cái biểu tượng người ta muốn mình thể hiện ra trên phim. Trong cái quảng cáo này tôi có dùng một cái nền background dưới này là một cái mặt nước phủ lên một cái lớp sương mù nhẹ nhẹ màu trắng, hiệu ứng mát mẻ. Kem Colgate này sẽ đem lại cái hơi thở thơm tho, cảm giác mát lạnh. Đó, cho nên tôi để background như thế này. Sau đó rồi thì background nền tôi để một cái màu xanh lá chuyển dần sang xanh dương, thể hiện được áo của họ là muốn đánh vào cái nhóm nhi đồng. Cho nên tôi để cái màu tươi vui sáng sủa lên. Và cái màu đó được thể hiện luôn ở trên cái text ở chỗ này. Ở đây tôi diễn hoạt một cái mặt cười, một cái hình tròn để chữ nó chạy. Rồi chúng ta sẽ xem file mẫu. Đây là file tôi đã hoàn thành. Chúng ta sẽ xem lại từ đầu. Một cái mặt nước, cô em từ trong chạy ra xoay và mở nắp tiếp kem, viết ra một cái ra miệng cười và hiện hình một cái hình tròn bảo vệ vị nụ cười Việt Nam chạy trên vòng tròn ạ. Cái biểu tượng thì ở trên xoay xuống, nụ cười Việt Nam chạy theo vòng tròn và dày lên rồi trở lại. Vậy thì đó là cái toàn bộ cái phim của mình. Chúng ta có thể xem từ từ từng hình ở đây. Đầu tiên thì tuýp kem được được từ trong chạy ra, mở nắp và nhấc lên, chuẩn bị viết, viết được cái miệng cười như thế này. Sau đó thì ngay lúc viết gần xong miệng cười thì xuất hiện một cái hình tròn, một cái hình tròn. Mình sẽ diễn hoạt cho nó từ không nên có, từ opacity bằng không nên có từ từ. Rồi chữ nó sẽ chạy, xuất hiện, cũng xuất hiện và chạy trên cái vòng tròn đó. Cuối cùng là kết phim, chúng ta có được đoạn phim như thế này. Thì các cái công đoạn chúng ta làm, tiến trình chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo file, save lại. Rồi chúng ta sẽ tuần tự là tạo các đối tượng. Đầu tiên mình làm mặt nước làm sao. Rồi tạo hộp, tạo tuýp kem, tạo text. Rồi cái biểu tượng của mình đưa vô làm sao. Rồi chúng ta map vật liệu cho đối tượng. Rồi chúng ta diễn hoạt theo cái kịch bản mà chúng ta vừa xem. Rồi sau khi xong xuôi hết rồi thì chúng ta set up như thế nào đó để chúng ta xuất phim ra. Thì phim có thể mà mình xuất hẳn ra một file phim AVI hoặc MOV. Cũng có thể là chúng ta sẽ xuất ra những ảnh chấm tiếp để chúng ta ghép vào các cái phần mềm xử lý phim sau này. Kỹ thuật sử dụng chúng ta sử dụng như sau. Để làm được mặt nước thì chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt blend, sau đó chúng ta add noise vào cho cái mặt nước đó. Về hộp và tuýp kem thì chúng ta sử dụng kỹ thuật edit poly. Màu chuyển sắc chúng ta sẽ áp dụng cho nền và text. Cái biểu tượng có hai hình em bé nam nữ đó, chúng ta sẽ map với ảnh opacity để tạo độ trong suốt. Multi sub object là chúng ta sẽ dùng kỹ thuật này để áp vật liệu cho hộp và tuýp kem. Body form chúng ta sẽ diễn hoạt text chạy trên đường dẫn và cái nét vẽ miệng cười. Attachment chúng ta diễn hoạt cho tuýp kem đi theo nét vẽ. Sương mù, kỹ thuật sương mù, chúng ta áp sương mù cho cái khung cảnh của mình. Và cuối cùng là kỹ thuật xuất phim hoặc ảnh bằng cái loại render scanline. Và đây là file 3D Max đã làm được xong. Đây chúng ta sẽ xem một chút xíu. Chúng ta có một khung ảnh camera và các sản phẩm được chuyển động vào trong đây. Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta bắt đầu làm như sau. Tôi sẽ reset file mẫu này đi. Đầu tiên tôi sẽ tạo một blend, một mặt phẳng.
thật là rộng, che hết cái khung cảnh của tôi ở đây. À, sau đó tôi tạo một khung cảnh camera như thế này. Như sản phẩm của tôi sẽ thiết kế ở chỗ này, thì camera của tôi sẽ tạo từ ở chỗ này đánh ra. Rồi chúng ta một cái vùng nhìn camera, chúng ta chuyển sang vùng nhìn camera và chúng ta ban xuống và chúng ta xoay nó hơi có chiều sâu lên như chút xíu như thế này thì chúng ta nhìn hơi mẫu. Tôi cái mặt phẳng tôi blend tôi xoay xích lên tới đây. Đó. Khoảng thêm tí nữa. Đó, như thế này. Rồi. Bây giờ tôi tiến hành là background, sao cho background có màu xanh giống như chúng ta mong muốn. Thì tôi sẽ vào rendering environment. Mặc định màu background của tôi là một màu đen. Bây giờ tôi không thích đen. Tôi muốn có một cái màu chuyển sắc từ xanh lá sang xanh dương thì cái này tôi sẽ đổi. Mà bây giờ nếu mình đổi ngay, tôi nick vô đây. Thì lúc này mình có thể lấy Radiant hoặc là Radiant RAM. Nhưng mà mình lấy trực tiếp vô như vậy chúng ta chỉ được hai màu đen trắng mà thôi. Do vậy, mình muốn biên tập cái background này thế nào thì chúng ta sẽ kéo từ đây thả qua đây. Nhớ chọn Instant để khi mình sửa cập nhật bên này bên kia sẽ đổi. Và ở đây chúng ta sẽ đổi tên lại cho nó là background. Rồi, thì mình tha hồ mà pha màu ở chỗ này. Đây, một bang màu đen, xám, trắng. Thì tôi muốn là đây là một màu xanh lá. Như thế này. Chuyển sang một màu xanh dương. Đó, như thế này. À, màu 1, màu 2. Chúng ta có cái thiết kế nó như thế này. Và chúng ta có thể bây giờ render coi test thì chúng ta đã thấy background rồi. À, nhưng mà bây giờ tôi muốn nhìn được trong khung cảnh này ở chữ Realistic để chúng ta vô viewport background và chúng ta chọn environment background thì nó sẽ xuất lên như thế này, nhưng mà nó chưa có đúng ý mình. Tôi sẽ tạm thời tôi gửi cái này đi để chúng ta thấy background, tức là chúng ta cái màu của mình chúng ta nó đang chuyển theo cái bề bề ngang bề dọc. Tôi muốn bể chuyển theo bề ngang thì ở đây chúng ta sẽ xoay đi 90 độ. Này, tôi chuyển sang một cái màu sậm luôn đi. Đó, nó chuyển đến đây. Thì tôi muốn chuyển ngang thì tôi đã xoay ngang rồi. Mình xem đơ thử có cập nhật chưa. Cập nhật rồi này, đúng không? Vùng nhìn nó có thể là nó không có chính xác cái ở trên mình mà ra ngoài chúng ta đã được như thế này đây. Thì như vậy cho chúng ta sẽ biên tập một tí xíu nữa là cho nó ok. Thì ở đây chúng ta sẽ đổi cái màu xanh này nó đậm hơn chút xíu lên đây. Và hiện bây giờ đang là 0,5. Tôi muốn màu xanh nó tràn xuống nhiều hơn thì tôi trở lên này là khoan phải không à, chúng ta thấy là màu màu xanh nó tràn xuống nhiều hơn. Rồi chúng ta render đây. Chúng ta có hai màu như thế này. Rồi, bây giờ bạn sẽ đưa cái sản phẩm của mình là cái background của cái nền này của mình lên. Tiếp theo ta muốn tạo cái nền này nhấp nhô mà rồi sẽ map trên bề mặt nước nhô thì chúng ta sẽ tăng segment lên nhiều. Hiện bây giờ segment mình nó chỉ là bốn bốn sợi ngang bốn sợi dọc như thế này thì không có đủ cho mình. Mình sẽ tăng lên khoảng nhiều hơn lên. Rồi. Sau đó tôi áp cho đây một cái modify noise này. Modify noise này tôi sẽ cho nhấp nhô chiều Z là chiều cao của nó nhấp nhô lên khoảng 200 như vậy. Nếu tôi bật animation và tôi play thì chúng ta đã thấy độ nhấp nhô của nó như thế này. Đó. Thì do cái độ nhiễu của nó đang để chế độ scale 100% cho nên từ cái đây qua đây nó nhấp nhô 200 đơn vị trong cái diện tích 100% của nó. Vậy thì tôi muốn nó thu ngắn lại thì thay vì 100 tôi để 50 thôi, scale lại 50 hoặc là 30. Chúng ta sẽ thấy những cái gợn sóng nó nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta đó, sẽ play chúng ta sẽ thấy này. Nó gợn sóng cùng mình được hợp lý rồi. Vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ nhấp nhô theo chiều bề z.
và nhớ bật và animation noise cho nó chuyển động. Còn nếu bạn không check vô thì nó không có chuyển động. À, nếu bạn cần nhấp nhô theo cái bề dọc bề ngang thì chúng ta thêm một ít, ví dụ cái này 50 bề dọc, 50 bề ngang. Đó, thì nó sẽ nhấp nhô thêm các cái bề kia cho mình, chúng ta animation. Chúng ta sẽ đẩy thêm các cái bề kia một chút xíu. Rồi. À, điều quan trọng là chúng ta sẽ xem là bây giờ cái clip quảng cáo của mình sau khi làm xong á thì nó hết bao nhiêu giây. Nó được hết bao nhiêu giây để mình set up cái khung cảnh. Ở đây chúng ta nhìn ở đây. Vậy là 0,13 giây. Đúng không? 0,13 giây. Thế thì cứ cho là mình đang thiết kế ở đây là 30 khung hình một giây. Thì 13 giây nhân lên. 13 giây nhân lên. Chúng ta đang có 30 khung hình một giây. Chúng ta nhớ là kích phải lại play nha. Thì chúng ta đang ra ở chế độ NTSC thì là cho là 30 khung hình một giây. Hệ band thì là 24 khung hình một giây ha. Thì cho là hoặc 29,97. Chúng ta cứ cho là 30. Vậy thì mình đi 400 frame bằng cách kích phải là lệnh play này. Chúng ta sẽ kéo dài, chiều lens của cái phim này ra là 400. Rồi chúng ta ok xuống thì cái kịch bản nó sẽ dài 400. À, 400 thì chúng ta thấy rằng cái chuyển động ở đây, animation này nó sẽ chạy trong vòng 100 thôi. Đúng không? Và cái phim của mình cũng vậy, chúng ta play. Sóng nó đánh, chúng ta thấy nó đánh sao nó dập 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 suốt từ cuối đúng không? Đó. À, ngoài ra nó còn cái sóng khác nữa. Do vậy ví dụ bạn muốn sóng đánh nhiều hơn thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Và cái key của nó sẽ phát sinh ra trong vòng 100 frame thôi. Thì chúng ta muốn thêm, chúng ta kéo xuống 400. À, thì chúng ta có thể kích phải vào coi có thuộc tính luôn. Trong vòng 400 mà nó nhấp nhô có một giá trị 100 thôi. Thì tôi không thích, tôi muốn khoảng 300 để cho nhấp nhô nó mạnh hơn và kéo dài gấp 4 lần. Chúng ta sẽ thấy như vậy. À, nhấp nhô như thế này. Nếu mình muốn thì mình tăng giá trị lên nữa. À, chúng ta sẽ kích phải vào cái này này và chúng ta tăng lên, ví dụ tôi muốn mạnh hơn lên 600. Thì chúng ta sẽ thấy nó tập mạnh hơn, nhấp nhô mạnh hơn nữa. Rồi, map chất liệu sao cho nó có da mặt nước thì chúng ta sẽ làm như sau.